Thưa quý vị và các bạn, đang học lớp 5 nhưng em Bàn Hữu Tuấn ở thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã mắc phải căn bệnh u não. Nhà nghèo, bệnh trọng khiến cho ước mơ được quay trở lại trường học của Tuấn như bao bạn bè cùng trang lứa đang ngày càng trở nên xa vời. Căn nhà gỗ tình toàng không có gì đáng giá. Bố mẹ Tuấn phải đi làm cỏ thuê để trang trải cuộc sống. Khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình Tuấn không thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm học vừa qua, Tuấn có triệu chứng đau đầu, tê bì chân tay, đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh u não. Dù Tuấn đã đến lịch đi tái khám, nhưng bố mẹ Tuấn chưa biết xoay sở ra sao để có khoản tiền lên đến 100 triệu đồng lo chi phí mổ. Tháng này nó có ốm đau như này thì vẫn phải cố gắng cho nó học để tiếp tục. Nó đọc học được ngày nào thì hai ngày đấy. Thì bây giờ em cũng buồn lắm, cũng thương nó lắm. Mỗi lần nghĩ đến tương lai của con và hoàn cảnh của gia đình, nước mắt chị Vạng lại trào ra. Năm học này Tuấn lên lớp 5 và đứa em học lớp 3, nhưng không còn được hưởng chế độ đi học bán trú vì xã Xuân Tầm không còn là xã đặc biệt khó khăn, nên mọi chi phí học tập của em đều do gia đình chi trả. Còn với Tuấn, em vẫn ước mơ. Con muốn đi học làm đến lớp gặp thầy cô với các bạn. Mong ước được chữa khỏi bệnh để tiếp tục đến trường của em Bàn Hữu Tuấn thật đáng trân trọng. Nhưng để mong ước của em thành hiện thực, cần lắm sự chia sẻ của cộng đồng và các nhà hảo tâm có thêm điều kiện để điều trị bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi về chị Bàn Thị Vạng ở thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, hoặc ban biên tập truyền hình Vì Trẻ Em, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại 0243 717 3091. Tới đây, thời lượng của chương trình hôm nay xin được khép lại. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên địa chỉ fanpage hoặc YouTube truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ 5 tuần sau.